Sau Vô Lăng Tình Yêu, Nam Em và Lãnh Thanh chính thức trở thành cặp đôi mới của Vbiz. Sau nhiều ồn ào tại show hẹn hò, vừa mới đây vào tối ngày 23 tháng 12, trên một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz đã rộ clip Nam Em và Lãnh Thanh xác nhận hẹn hò. Thông tin này đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không khỏi hoài nghi về mối quan hệ này, cho rằng cặp đôi đang giả vờ hẹn hò để PR bản thân. Trong buổi phỏng vấn này, khi nhận được câu hỏi liệu Lãnh Thanh có đang thật lòng với Nam Em hay không, anh chàng thẳng thắn trả lời: "Tôi chỉ có một trái tim thôi, còn bộ lòng của tôi thực hiện chức năng khác rồi." Bên cạnh đó, Lãnh Thanh cho biết thêm anh không muốn quá công khai và chia sẻ nhiều để Nam Em ít vướng thị phi không đáng có. Nam diễn viên chia sẻ: "Cảm xúc bây giờ đang bị say sóng. Thanh từ biết yêu đến giờ, mình mong muốn giữ cho người con gái trong vùng an toàn. Chẳng có dại gì khoe ra, rồi nhiều sóng gió ập đến, rồi làm con gái mình không được thoải mái nữa. Nên tình cảm Thanh không muốn chia sẻ nhiều là thế." Về phía Nam Em, sau khi được Trấn Thành khuyên, cô đã nhận ra tình cảm của mình và bắt đầu nghiêm túc trong mối quan hệ với Lãnh Thanh. Khi bị đặt vấn đề về chuyện tình cảm này là chiêu trò, Nam Em thẳng thắn phủ nhận: "Bọn mình cũng chẳng muốn diễn, diễn hoài cũng không được, nên những gì tình cảm thật thì nó cũng lan ra thật thôi." Trong suốt clip trò chuyện cùng Lãnh Thanh, Nam Em liên tục dựa vai và có hành động tình tứ với bạn trai. Được biết, cả hai cũng liên tục vướng drama trước khi đi đến xác nhận hẹn hò trong chương trình Vô Lăng Tình Yêu. Chương trình Vô Lăng Tình Yêu mùa đầu tiên khép lại với chiến thắng tuyệt đối dành cho cặp đôi Nam Em và Lãnh Thanh. Đây là cặp đôi có số điểm tích lũy cao nhất và là hai người chơi nhận được chiếc xe ô tô từ nhà tài trợ, phần thưởng lớn nhất của Vô Lăng Tình Yêu mùa đầu tiên. Ngay sau khi được xướng tên nhận giải, Nam Em đã ôm chầm lấy Lãnh Thanh bật khóc nức nở. Có thể xem đây là món quà xứng đáng cho cặp đôi sau những cảm xúc phức tạp trải dài suốt hành trình. Gala Vô Lăng Tình Yêu là dịp để ban cố vấn được trò chuyện nhiều hơn với những người chơi. Họ đã cùng nhau trải lòng về chuyến hành trình, những mâu thuẫn chưa được giải quyết. Cố vấn Trấn Thành đã không ngần ngại hỏi thẳng Lãnh Thanh vì sao có động thái né tránh những câu hỏi tình cảm của Nam Em. Điều này lặp đi lặp lại trong hành trình khiến nhiều khán giả tỏ thái độ sốt ruột. Vẫn bằng sự bình tĩnh vốn có, Lãnh Thanh thừa nhận mình thường đưa ra những câu trả lời lấp lửng trong tình cảm. Điều này không đến từ việc trốn tránh, mà Lãnh Thanh muốn người con gái anh sắp đặt mối quan hệ phải có giá trị. Nam thần điện ảnh trải lòng: "Cảm ơn anh Trấn Thành đã tạo điều kiện để em trả lời câu hỏi này. Bản thân em đôi khi cũng rung động nhanh chóng, nhưng mình không thể vừa gặp mà nói yêu người ta được. Đó là lý do em luôn mâu thuẫn với chính mình khi bị buộc đưa ra câu trả lời. Nếu nói ra cảm xúc nhất thời sẽ gieo cho họ hy vọng. Em muốn người con gái phải có được giá trị của họ. Em bị đánh giá hèn nhát ngay lúc đó cũng không sao." Trấn Thành hoàn toàn gật gù cho câu trả lời này của Lãnh Thanh. Nam MC còn đánh giá Lãnh Thanh là người rất đàn ông, đủ bản lĩnh để xử lý tất cả những vấn đề tình cảm trong suốt hành trình. Cũng trong tập phát sóng này, Nam Em là nhân vật được ban cố vấn mong muốn đặt câu hỏi nhất. Gu Lê muốn biết có bao giờ Nam Em cảm thấy Lãnh Thanh ích kỷ không khi anh ấy luôn né tránh những cảm xúc thật sự đang đến. Còn Khả Như lại thắc mắc, vì sao Nam Em lại muốn yêu một người có quá nhiều lý lẽ cho cảm xúc như Lãnh Thanh? Đáp lại những thắc mắc này, Nam Em khẳng định chưa từng một lần cảm thấy Lãnh Thanh ích kỷ và cô nàng muốn sống hết mình cho thanh xuân của chính mình. Ngoài ra, Nam Em cũng thừa nhận những lời nói thiếu suy nghĩ của mình đôi khi làm người khác phiền lòng. Cô nàng gửi lời cảm ơn đến Lãnh Thanh vì đã mở lòng tha thứ cho những lỗi sai của mình. Cũng xin lỗi vì từng có những giai đoạn làm Lãnh Thanh vô cùng khó chịu. Trước ban cố vấn, Nam Em tự nhận ra: "Cứ mỗi lần em mở miệng là dính phốt, đó cũng là bài học cho em, sau này em cần học cách im lặng." Riêng Trấn Thành lại không mong Nam Em im lặng, anh khuyên cựu hoa khôi nên tiết chế bản thân, bớt đi những luồng suy nghĩ bi lụy trong đầu. "Thay vì im lặng, em hãy học cách biết khi nào nên nói cái gì, với thái độ như thế nào." Cũng trong tập 11, Bimas đã tiết lộ lý do không quyết liệt theo đuổi Nam Em, dù trong lần ghép cặp đã thật sự có rung động. Nam diễn viên thừa nhận, vì nhìn thấy thằng bạn thân Lãnh Thanh đang có mối quan hệ tốt cùng Nam Em nên anh không muốn xen vào. Kim Thành, Thu Cúc và Công Phát cũng đã có dịp trải lòng về những cảm xúc có được sau chuyến hành trình. Kết thúc hành trình mùa đầu tiên của Vô Lăng Tình Yêu, cố vấn Trấn Thành vui mừng vì sau chương trình đã có những cặp đôi đến với nhau thật sự, những người chơi không đến chỉ vì một game show. Anh cũng mong Vô Lăng Tình Yêu tiếp tục có những mùa tiếp theo thật chất lượng. Lãnh Thanh cũng gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ekip kèm lời chia sẻ: "Cuối chương trình, các mắt xích đã gắn kết được với nhau, ai cũng đã có cho mình một người để yêu thương, không là tình yêu thì cũng là tri kỷ. Rất biết ơn vì tất cả mọi người đều thật chân thành." Về Nam Em, nữ hoa khôi dành lời cảm ơn đến Lãnh Thanh và chương trình: "Cảm ơn Vô Lăng Tình Yêu, chương trình như sợi dây kéo em lên khỏi hố đen mà em tự xây cho mình." Cũng giống như anh Trấn Thành đã nói, đây là chương trình cứu rỗi một cô gái mang tên Nam Em. Chương trình vừa kết thúc, cố vấn Trấn Thành đã nhanh chóng tiến đến gần Nam Em để cho những lời dặn dò an ủi.
Vô Lăng Tình Yêu trải qua hành trình 11 tập với hàng loạt những khoảnh khắc và câu chuyện tình yêu đáng nhớ. Chương trình đã thành công trong việc mang những tâm hồn đồng điệu đến với nhau. Đối với Nam Em, nàng Hoa Khôi đã được đông đảo khán giả biết đến, thì anh chàng hot boy Lãnh Thanh cũng là một gương mặt không còn xa lạ gì với công chúng. Lãnh Thanh là nam diễn viên, người mẫu đang nhận được nhiều sự yêu mến từ đông đảo khán giả nhờ khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Lãnh Thanh được nhận xét là có ngoại hình rất điện ảnh với gương mặt nam tính, lãng tử, đĩnh đạc, đôi mắt đen sâu thẳm, đặc biệt là body cực phẩm hút người hâm mộ. Lãnh Thanh thể hiện sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất khi hóa thân vào các vai diễn ấn tượng trong những bộ phim gây chú ý như Thưa Mẹ Con Đi, Chị Em. Lãnh Thanh từng xuất hiện nhiều trong các MV ca nhạc như Duyên Mình Lỡ, Anh Ơi Ở Lại, Anh Đang Nghĩ Gì, Hết Yêu. Trong những MV ấy, hầu như Lãnh Thanh đều gây thương nhớ với khán giả bởi những tạo hình đa dạng, khi thì chỉn chu nam tính, khi mộc mạc giản dị. Trên thực tế, Lãnh Thanh là một người mẫu chứ không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Anh nằm trong số những chân dài có sức hút hiện nay, thường hay góp mặt trên sàn diễn danh giá trong nước tiêu biểu như Vietnam International Fashion Week. Với lợi thế về chiều cao, body sáu múi đầy rắn giỏi, nam tính cùng thần thái lạnh lùng lãng tử, Lãnh Thanh thực sự trở nên cuốn hút và nổi bật trên sàn diễn và trong nhiều shoot hình. Góp vào gia tài nghệ thuật của mình, nam người mẫu diễn viên còn chứng tỏ bản lĩnh không phải dạng vừa đâu khi lấn sân qua điện ảnh.